mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ác báo của vu khống thiêu dệt. Một anh bạn của tôi thuở giờ hay tạo khẩu nghiệp xấu, ưa nói thiêu dệt, tung tin đồn thất thiệt. Điều này càng gây nguy hại hơn khi anh làm ở lĩnh vực truyền thông. Ngày nọ, đột nhiên anh chạy đến xin lỗi tôi. Vì 2 năm trước đã viết bài tung lên nhằm gây tai tiếng, gieo hại cho tôi và khách hàng, tạo thành quấy nhiễu vô cùng khốn đốn, khiến bạn bè không dám hợp tác với chúng tôi. Tôi rất muốn biết lý do nào đó đã khiến cho anh chịu tu sửa và thay đổi cực lớn như vậy. Anh thành thật kể cho tôi nghe. Anh nói rằng 6 tuần trước anh về miền Nam tham dự tang lễ vợ bác cả là bác Thơm, và sau khi biết rõ chuyện của bác Thơm, anh vô cùng chấn động. Bác Thơm có 2 trai, cậu cả giỏi giang, ưu tú. Mấy tháng trước, trên đường lái xe về nhà thì bị tai nạn vong thân. Còn cậu Út vừa tốt nghiệp đại học, không biết buồn chuyện tình cảm chi đó mà tự thiêu chết rất thảm. Riêng bác Thơm do bị bệnh ung bú, phải mổ nơi cổ và lưỡi, không thể nói năng. Nằm trên giường bệnh, lăn lộn đau đớn, chịu đủ mọi thứ. Khi bác bệnh đến thời kỳ cuối, mỗi khi há miệng ra, thúi tới mức người người đều muốn ói, không ai dám đến gần. 2 con trai đã chết hết, giờ tới người mẹ. Trong tang lễ, chỉ còn mỗi mình ông chồng là bác cả làm chủ sự. Hoàn cảnh thật đáng thương. Sau đó bác hai là em trai bác cả bỏ quê ra đi đã 10 mấy năm, bây giờ dẫn các con trở về đến giao cho anh cả một tờ di chúc, lao cùng bút tích của vợ bác hai. Trong đó có 2 hàng chữ viết bằng máu như thế này: miệng hồng răng trắng, đặt chuyện sằng bậy, hủy danh tiếc người, ác phải đoạn tử tuyệt tôn, chết rồi đọa địa ngục cắt lưỡi. Bác cả xem thư xong liền té quỵ xuống và bật khóc to, sau đó hướng về em trai dập đầu xin lỗi. 2 anh em ôm nhau cùng khóc. Anh bạn tôi liền hỏi mẹ mình mới biết rõ nguồn cơn. Hồi xưa vợ bác cả vì tranh giành lòng thương của cha mẹ chồng, thầm lo ông bà già sẽ chia nhiều tài sản cho nhà bác hai vốn ưu tú giỏi giang, nên đã bịa chuyện phao tin đồn ác là vợ bác hai tư thông với đồng nghiệp, làm cho ba mẹ chồng hiểu lầm vợ bác hai giữa phu thê cũng xảy ra lục đục. Vợ bác hai bị hàm oan nên tức giận căm phẫn cực cùng, ông lập bà cắt máu tai, viết di thư rồi uống thuốc rầy tự sát. Bác hai quá đau lòng, nhưng lúc đó thế lực chị dâu cả quá mạnh, khiến chuyện khó có thể phân rõ trắng đen. Vì vậy bác hai chưa thể công khai di thư, đành gạt lệ dẫn 2 con trai còn nhỏ đi miền Đông lập nghiệp, nhiều năm không quay trở về. Mẹ của anh bạn tôi hồi đó cũng hùa theo phát tán tin đồn ác này, phụ họa rêu rao bêu xấu khắp thôn. Sau khi thấy quả báo giáng xuống nhà bác Thơm quá thảm, bà rất hãi hùng, lại thêm chứng kiến các con trai mình nhiều năm nay bị viêm thận, bệnh hành khổ sở, vô phương làm việc bình thường. Mẫu thân bạn tôi lúc này vô cùng chấn động, bèn dẫn hết người nhà đến trước bài vị của vợ bác hai, khấu đầu như tế sao, cầu xin tha thứ tội ngày xưa. Anh bạn tôi sau khi biết rõ chuyện này rồi, tâm bị chấn động chưa từng có. Anh nghĩ mình nhiều năm nay cũng tạo nhiều nghiệp ác khẩu không lành, còn hay viết bài trên mạng gieo rắc tai tiếng, đâm thọc, ly gián hại người. Lòng rất ăn năn kinh sợ, hối hận, cho nên quyết định đến thỉnh cầu những người bị hại, trong số đó có tôi, xin tha thứ, thề từ đây quyết tâm sửa đổi. Mẹ tôi nghe chuyện này rồi, liền cảnh báo tôi, khi chọn bạn trăm năm phải hết sức cẩn thận, vì lỡ như cưới nhầm vợ không hiền, độc mồm độc miệng xấu bụng, phóng túng khẩu nghiệp, ăn nói quàng xiên, thì sẽ di họa đến con cháu. Mẹ còn nhắc tôi phải luôn nhớ lời sư chứng nghiệm dạy: hãy nói như hoa thơm, đừng nói như rắn độc. Những ai loạn tạo khẩu nghiệp
xin hãy xem chuyện vợ bắt cá mà cảnh giác. Hiện nay, bà là tấm gương kinh hoàng cho cả làng. Tôi kể ra câu chuyện này là mong bạn đọc cẩn thận, giữ gìn khẩu nghiệp, tránh được sai lầm. Ha ha ha, 问什么的说